này thôi nhở. Chết má rồi, không được rồi, áp yếu quá rồi, từ từ. Bốn ký tròn đang. Bốn ký chưa đủ đâu. Rồi xin chào anh em, thì bây giờ tôi bây giờ lắp pin đã đầy rồi, thì tôi đương để làm tiếp theo cái con SH để chia sẻ với anh em. Thì ngay như vừa lấy phân tích dữ liệu bên trên động cơ, và chúng tôi cần phải sử dụng thêm một cái thiết bị, đó là chúng ta sẽ dùng đến áp suất, chúng ta có thể làm vệ sinh cái kim phun nha anh em lưu ý. Và bây giờ chúng ta sẽ cần tăng áp nha khi cái kim bị nghẹt. Ở đây thì tôi đã biết là phân tích dữ liệu ra rồi, ok rồi. Lên đến 7 ký, vì xe khách hàng đi kỹ quá, có nghĩa là họ cũng tiết kiệm, chẳng phải tiết kiệm mà họ không có dùng xe, đâm ra là ET thì đâu phải là cứ ET mà tốt đâu. Ở đây anh em, giờ chào chú Minh Hùng nha, chào tất cả các anh em. Tôi thì muốn chia sẻ cho các bạn bằng cái thực tế về ban bệnh, thì trên phân tích dữ liệu động cơ thì tôi đã ghi rõ cho anh em, và vừa nãy anh em đã coi thì có một cái phần ở bên trên cái xe SH Việt á, thì có điều là trên cái van bị ảnh hưởng, nó bị hư rồi, tôi cũng thay. Rồi xin chào chú Lục. Đến áp suất này tăng này trên thiết bị của máy làm vệ sinh kim phun, thì chúng tôi chỉ cần vào những cái vấn đề là tăng áp lên đến 8 ký để cho gì kim đưa đường bị tình trạng nghẹt, tôi sẽ phải sử dụng đến áp cao. Để tôi sẽ kiểm tra xem là cái TI mở thì 4,5 mili giây, là mở rất là lớn, nhưng mà có điều là vòng tua thì 1000 đến 1000, rất là nhạt, thì không biết như anh em có thể là phân tích giúp cho tôi, anh em hỗ trợ nhé. Cũng không cần thiết phải có kim so sánh thì mình sẽ biết chính xác hơn, nhưng bây giờ không có kim so sánh thì bắt buộc cho kim nhạt. Vì xe khách hàng thì chúng ta phải hiểu rằng là xe khách hàng đi là ít đi, là rất là ít đi, có nghĩa là họ đã để cái xe cũng cả đến gọi nói chung là cái người ta sử dụng cái xe đấy là cực kỳ ít, thì cái những cái điện tử, linh kiện điện tử nó sẽ dễ bị hư hỏng, giống như kim phun, để cái lượng nhiên liệu lâu ngày nó sẽ làm cho nghẹt kim phun, và chúng tôi phải dùng đến áp suất rất là cao. Rồi và chúng ta sẽ chuyển qua chế độ để chúng ta kiểm tra tốc độ trung bình, tốc độ cao. Chúng tôi sẽ kiểm tra đến cái số 4, tăng tốc số 5 đi. Chúng tôi sẽ chạy và chúng ta sẽ giảm. Đấy anh em nhìn thấy rõ full chưa? Có thiết bị rất là nhiều, có những anh em đương sử dụng những cái thiết bị mà nó không chuyên nghiệp thì nó sẽ bị nghẹt cái kim của chúng ta. Vì sao? Vì trên cái những cái thiết bị đó, nếu nó chỉ có một cái điểm phun nhất định thì chúng ta không thể chỉnh được cái áp này nhá, tăng cái áp. Nên là các bạn phải có những cái thiết bị đặc biệt để chúng ta tăng áp. Và khi mỗi lần trong quá trình chúng ta kết thúc thì các bạn bấm vào chữ kết thúc này nhá. Ở đây thì rất là nhiều cái tính năng để chúng ta kiểm tra, như là làm sạch bằng sóng siêu âm thì chúng ta chỉ chọn vào số 1 này, anh em lưu ý này. Thiết bị này rất là đơn giản, thì khi chúng ta chỉ cần bấm ok thì trong cái này là chúng ta bể vào bể sung này, là chúng ta sẽ dùng những cái dơ bẩn này, chúng ta bấm ok này. Khi chúng ta kết thúc thì các bạn hãy bấm tạm dừng này, kết thúc. Thì rất là đơn giản thôi, nên là hôm nay tôi cũng chia sẻ với anh em, và bây giờ tôi đang làm cái xe để kết thúc cho khách hàng. Ôi giời, cái điện thoại của anh là mới toanh, xin lỗi em. Có nghĩa là nó cũng hoạt động nhiều, nhưng mà do là gì, cái đèn led này thì mình mở cả đèn led này thì nó đâm ra là nó bị phản chiếu ánh sáng, thì nó hơi bị khó đôi chút thôi, nhưng qua phân tích về dữ liệu và bây giờ tôi sẽ phải chạy thêm một đôi chút nữa. Quên không. Tôi chuyển hướng vào là số 2 và chúng ta sẽ chạy.
ra ngó thử nha. Cái gì, cái gì? Jupiter V. V. Jupiter. Và chút xíu nữa anh em sẽ ra phân tích lại trên thiết bị. Vì ở đây chúng ta cũng không cần phải thay thế loại trừ. Giả dụ như chúng anh em có thì nó rất là đơn giản, nhưng không có thì rất là khó khăn. Và chút xíu nữa tôi sẽ cùng với các bạn ra để cho nó chạy được chút đã. Chúng ta cũng phải giảm cái áp này nhá. Nếu mà một cái xe nào mà nó mà ra. Cái xe, cái thiết bị trên thiết bị đã được lập trình thì trong khoảng thời gian nhất định là thiết bị sẽ ngưng lại. Chúng ta cũng không cần phải đứng ngồi đợi chờ. Với mức độ thời gian như vậy đã là ngưng tự động thì chúng ta chỉ việc gỡ thiết bị và tắt nguồn. Và chúng ta sẽ rút kim phun. Vừa nãy chúng tôi đã làm rồi, nhưng mà hiện nay thì cái xe nó phân tích trên dữ liệu thì chúng tôi cần phải là chuẩn xác thêm tiếp theo. Trường Trường lấy cho lại lại lấy cho anh rồi. Rút kim ra được rồi, rút kim ra rồi. Được rồi đấy, rút ra được rồi. Hơi cứng tí xíu. Rồi ok. Rồi gắn. Đâu. Nam ơi ra gắn cho tiếp theo đi. Gỡ ra. Thay kim vô. Ở đây thì chúng ta đã làm sạch vệ sinh cái kim. Rồi, chút xíu anh ơi. Đợi xíu đi. Dạ. Trên cái kim của dòng xe RS150 thì các bạn sẽ nhìn được cái mã bên trong nhé. 125 và 150. Ở đây thì anh em là tôi thì đã nhìn thấy cái mã rồi đấy, không biết là anh em có nhìn thấy không. Tôi bật thử cái đèn led lên cơ. Đấy, tất cả những cái ký hiệu của trên kim thì nó sẽ có E, G, H. Rồi bây giờ em gắn vô đúc vào. Đợi chút xíu đấy anh ạ. Rồi và chúng ta sẽ khởi động xem là cái xe nó có tình trạng kết nối vào trên thiết bị. Bóp phanh bên này giúp tụi anh. Cuốn dây ga gỡ ra. Đây thì chúng ta cũng có một điều rất là ok. Khi chúng ta đã có tăng áp lên rồi thì kim của chúng ta sẽ ok hơn. Thử ngoài đi. Nó cắn con rồi. Đi bạn. Để tôi cầm cái cây. Đây nha anh em lưu ý. Tôi sẽ thử xem sao. Tại sao mà giờ gan ti nó lại không có. Cắm thiết bị vào. Rồi. Bó cái phanh giờ giúp anh. Lấy cái máy cắm vô. Đây một cái điều rất là chúng ta khi đã có kiến thức thì có thiết bị thì chúng ta chỉ cần gì kết nối qua trên giữa thiết bị chuẩn đoán motorken và chúng ta sẽ phân tích dữ liệu bên trên thiết bị động cơ thì rất là nhanh để chúng ta đi đến kết quả mà thôi. Em ơi coi cái xe kia của chú giúp anh ạ.
Vừa lấy thì tôi đã nói với các bạn thì cái xe này nó tại vì khi chị này chị đi rất là lâu thì đầu tiên đó là con van ACV thì lúc đấy nó đã bị chết và tôi đã thay, và thứ hai nữa là cái kim phun nó bị nghẹt quá thì tôi dùng đến máy áp suất để tăng cái áp lên để làm cho sạch kim phun, thì hiện nay thì xe đã lổ ok. Ở đây thì cái van đã được 79 bước, nó không quan trọng nhưng đưa cho chúng ta cái kết quả đó là vòng tua máy. Là 1.700, thời gian phun bây giờ từ 4 chấm mấy bây giờ tuột xuống còn 2 chấm. Vì sao? Vì áp bơm thì chúng ta cần phải kiểm tra đó là 3 ký duy trì thì chẳng có gì mà thử. Mọi cái cũng không có thể thử đâu, tôi chỉ có thử mỗi cái nhiên liệu thôi. Tại vì lâu ngày cái nhiên liệu để lâu cũng không có tốt, đâm ra là phải thay thế. Và bây giờ vòng tua máy đã đường đạt ở 1.700, 1.800. Thời gian phun có nghĩa là tê mở đến 2.1 mili giây. Nhưng quan trọng nhất là cảm biến oxy đường nằm ở trong cái giải nhất định, được dao động từ 300mV cho đến 900mV. Kiểm tra tỷ lệ A trên F. Đây tỷ lệ A trên F thì bây giờ như anh em đã thấy này, cái kim này nếu mà xác định thì cũng chưa phải là tốt mấy, có nghĩa là nó vẫn còn nghẹt, nhưng nó đã đưa được như vậy là cũng phải 90% rồi. Có nghĩa là chị đi chiếc xe này là đi lâu lâu mới đi một lần, đâm ra là chúng ta không phải là đi những cái dòng xe phun xăng điện tử mà càng đi ít mà xe càng tốt, có nghĩa là hệ thống điện tử thì càng đi thì càng ít bao nhiêu thì xe sẽ hư hỏng bấy nhiêu. Ở đây như là nhiệt độ máy, như là nhiệt độ của động cơ thì đường là 82 độ C thì điện áp nó xuống là 885 mV là ok rồi. Khí nạp có nghĩa là cái khí nạp trong cái bộ ba cảm biến được thích hợp thì nó đo cái lượng không khí là đã đạt được là 41 độ C, nó là ok chuẩn. Điện áp ở nằm ở 2000 mV có nghĩa là tức là bằng 2V. Góc mở bơm ga tốt, mà AB cũng đường hoạt động cũng rất là nhiều nha. Vòng tua máy là 1.600 đến 1.700 vòng trên 1 phút. Góc lửa thì 12 độ tùy theo cái vòng tua cao. Đây TI là cái thời gian phun. Thời gian mở phun là 2.2 mili giây. Cảm biến oxy ok đang. ECM này thì đường tối ưu rất là tốt nha anh em, lưu ý. Đây. Như con van ACV vừa nãy như các bạn đã thấy rõ là nó đã bị hư hỏng rồi, cái van là không ổn định. Tôi xin chào tất cả anh em. Rồi em ơi, cho cái xe này thì cho chị đi. Rồi gỡ ra xong rồi đó. Cái này là tụi em là dán cái kim phun nhưng mà chị phải đi thường xuyên nha. Chứ không đi thường xuyên là mấy nữa là em không biết đâu đây. Có chụp con được bữa sữa tới nay thôi, có 10 ngày à. Tại vì không bây giờ để ý, tuy rằng nhìn xe mới nhưng mà đã 42.000 km rồi. Đâu có ít đâu. Chị đi cũng 42.792 km rồi. Đâu có ít, cũng đúng rồi. Nhưng mà cái bữa nào đây là gọi là giải quyết tạm thời cho chị thôi, bằng cái con kim phun này thôi. Còn khi nào mà một thời gian sau chị đi có tầm độ 5-10 ngàn gì mà nó gặp vấn đề nữa là chị phải thay. Đây là hôm nay là em đường đã tăng cái áp cực kỳ lớn rồi. Có nghĩa cái áp mới lên đến 8 cân, vừa lấy xe chị đâu lổ đâu. Nó nghẹt tại vì cái gì cũng vậy thôi. Cái đồ điện tử là chị không đi nó cũng bị hư. Đấy, mà lâu ngày chị cũng phải đi bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên. Nếu cái xe này chị muốn để cái kim này tốt thì chị đi có tầm độ bao nhiêu?
vài tháng chị đi bảo trì bảo dưỡng một lần, có tầm độ 3 tháng chị đi bảo trì bảo dưỡng, thì mỗi lần chị bỏ ra có hơn 100.000 thôi, còn hơn là một lần chị thay cái kim này cả gần 1 triệu, mắc lắm. Đâm ra là nên là mình bảo trì bảo dưỡng thì xe nó sẽ tốt hơn. Cái gì? Cái câu hỏi xe kia nha. Xe nào? Ờ rồi ok. Rồi. Rồi vâng vâng ok ok chị. Dạ. Rồi rồi rồi. Đức ơi, xong chưa? Rồi rồi ra đây gắn cho anh cái chiếc SS vào luôn đi, xong đi. Rồi, Nam đâu rồi? Ủa Nam đâu? Nam đâu rồi? À gắn về cái xe này xong rồi, xong rồi. Gắn vào cho chị đi. Thay cho chị cái van ECV và cái buji nữa là đều đủ rồi. Ok rồi. Coi ra đẩy vào cho chị đi. Rồi xong rồi, xong hết rồi, xong hết rồi. Rồi ok, gắn vào cho chị đi. Ở đây thì tôi cũng chỉ mang đến kết quả cho các bạn, đó là mình phân tích trên dữ liệu chuẩn đoán Motorcan để chúng ta có được cái kết quả để phân tích, để chúng ta làm nó đơn giản hơn. Có kiến thức thì chúng ta và có thêm những thiết bị để hỗ trợ chúng ta sửa chữa thì nó sẽ rất đơn giản. À, đây là những anh em đã đưa tự, tôi cũng để cho anh em tự phân tích để trên biết ở trên thiết bị dữ liệu trên động cơ sẽ cho chúng ta được cái kết quả để chúng ta có thể sửa chữa một cách đơn giản nhất. Nam ơi, gọi cái xe nào ra ngoài đây dùng cho anh cái xe đi. Đấy được rồi, SH được rồi. Xe không nổ máy ạ. À hôm nay nghỉ thôi, bữa nay nghỉ học. Mưa trên kia rồi, không học được đâu. Mai học. Được rồi, làm trước cái xe kia đi, để cho ông Đức nó gắn xe này cho. Nói chung là ngày nào cũng vậy em ơi. Nói chung là nó cũng lai dài của những cái mùa dịch Covid thôi. Rồi xin chào em Ngọc Lăng nhá. Xin chào em, xin chào toàn thể các anh em. À bữa nay cũng mưa quá thầy Tân không lên được. Hôm nay là cũng tất cả các anh em học viên cũng phải nghỉ buổi tối hôm nay. Bữa nay là cái buổi tối để phân tích dữ liệu trên cái bài số 6, có nghĩa là học tất cả những cái linh kiện cảm biến được giao tiếp với ECM ra sao, rồi đưa ra cơ cấu chấp hành. Thì hôm nay là do là vấn đề trời mưa lớn quá, đâm ta là cũng ngập đường rất là nhiều, nên là tất cả anh em học viên hôm nay sẽ được nghỉ hoàn toàn. Gặp ngay hôm nay từ sáng giờ gặp toàn xe điện tử, toàn bị vặt không. Xe SH đó thì đi thì họ đi ít, đâm ra là vừa nãy là nghẹt cả kim phun. Thì những anh em học viên cũng có anh em làm ở đây thì đã phân tích thì dữ liệu thì có nghĩa là gì? Đầu yên đó là TI thì mở rất là lớn, có nghĩa là nó không nằm ở khía cạnh là 2,2 mili giây, có nghĩa là nằm phải 4,5 mili giây. Rồi gì? Oxy thì lại nhạt, tỷ lệ nhạt, vòng tua thì thấp. Thì anh em đã phân tích dữ liệu thì rất là đơn giản và họ đã đưa vào một thiết bị, đó là thiết bị để chúng ta xúc rửa kim phun. Nhưng thiết bị xúc rửa kim phun thì các bạn phải lưu ý, tất cả anh em lưu ý ở trên đây, tất cả các phần ở trên đây, cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ dò ra được cái kết quả để chúng ta làm. Đây viên trên này là một cái đồng hồ để đo áp, có nghĩa chúng ta tăng áp khi một cái kim bị nghẹt. Như nhiều vừa rồi tôi cũng đã gặp mấy anh em cũng tình trạng là sử dụng một cái thiết bị kim phun mà xúc rửa đó, xe của họ đi rất là bình thường, nhưng mà do chúng ta sử dụng những cái thiết bị mà không có mạnh á, gọi là cái áp nó không đủ, thì với tình trạng là khi chúng ta đưa vào có những cái hóa chất nó sẽ rơi ra từ vào trong của cái kim nha, nó cái hóa chất nó đã bám vào rồi thì nó sẽ rơi ra vào chính ở trong cái kim đấy, làm xe tỷ lệ hoàn khí, có nghĩa là cái kim bị nghẹt đi thì xe sẽ chạy bị hụt ga. Và tôi đã chia sẻ với em đó, và anh em đó đã đi ra một cái cửa hàng khác để đưa lên một cái thiết bị để tăng áp lên đến 8 kg. Thì giống như vừa nãy tôi cũng đã chia sẻ với anh em, cái xe đấy là TI thì mở với mức độ là cho phép là mở đến 4 mấy mili giây, nhưng mà xăng cũng không đủ. Đấy là một cái điều quan trọng nhất khi anh em phân tích dữ liệu trên động cơ.
Rồi, rồi xin chào tất cả anh em. Tôi cũng chỉ muốn để trả một cái bàn thực tế cho anh em nhìn thấy rõ ràng hơn. Chứ còn nhiều khi chúng ta mà làm theo kiểu chia sẻ với anh em mà úp mà mở là tôi cũng không cần là cũng không muốn để chia sẻ với anh em theo một cái cung cách như vậy. Còn gì nữa em? Xong chưa? Thông kia, thông bên kia. Thông trước em ạ. Sao chị? À không không không, hết rồi. Hết rồi. Dạ dạ vâng vâng, trời ơi ai cũng sợ chị ạ. Vâng. Cái này hết lên luôn. Được rồi. Rồi em chào thầy. Rồi hôm nay thì cũng bị nhiều cái xe vặt thì phân tích qua thiết bị xác định mã lỗi thì đến hiện nay thì xe tất cả các hàng đã được chuẩn đoán bằng qua thiết bị thì đã xử lý về phần cơ cấu chấp hành. Rồi xong hết chưa em? Ông Nam đi cứu hộ xe bia rồi à? À rồi ok em. Rồi xin chào toàn thể anh em. Ở đây thì hôm nay cũng dịch Covid cũng lại vắng mà thấy từ sáng giờ toàn gặp điện tử không. Chết luôn, không có thiết bị là cũng rất là khổ. Rất là khó khăn trong khâu chúng ta phân tích dữ liệu và chuẩn đoán. Đến bây giờ thì như anh em đã thấy đấy, mình nói cũng chẳng có sai, khi trời mưa ngập thì toàn bộ là những dòng xe gì? Những dòng xe số không à, bị hư hỏng. Còn những dòng xe ga thì những dòng xe ga đời mới thì không bị hư hỏng gì cả. Có điều là xe ga thì những khách hàng hay đi kỹ càng và cái phần đề hư hỏng về như là kim phun, bơm nhiên liệu, buji hoặc là những cái gì gọi là mang tính cơ cấu chấp hành thì sẽ rất là nhanh hư. Nên là các bạn cũng phải có những cái thiết bị để trang bị cho cửa hàng. Người ta kêu là tất cả mọi cái chúng ta cũng cần có những cái thiết bị để gì, dụng cụ để hỗ trợ trong việc sửa chữa. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Chúng ta cần phải có những cái thiết bị xác định mã lỗi, chuẩn đoán thì chúng ta sẽ đến việc sửa chữa rất là nhanh. Rồi xong hết chưa em? Tiền sao có tiền trả nha. Dạ vâng chị. Trời ơi, chủ yếu là em sửa chữa cho chị bằng phân tích bằng trên chị thấy không? Có ai đụng vào đến xe chị đâu. Toàn bộ là dùng đến trên thiết bị để phân tích thôi. Thì có tiền trả đâu. À không, nói chung là xe đẹp thì lúc nào cũng phải là mất tiền nhiều. Nói chung là tất cả mọi cái là sửa đúng, làm đúng thì sẽ tốt hơn chị. Chứ từ nãy giờ chị thấy không, không ai gỡ cái gì ra của chị. Đồng hồ đo áp thì phải thử bằng đồng hồ. Thiết bị thì kết nối vào để có gì phân tích cho chị nhìn thấy rõ hơn. Ngay như anh em đã biết, khách hàng thì khi họ có bực đi chăng nữa nhưng mà họ rất là cảm thấy ok. Có nghĩa là chúng ta có những thiết bị để gì chúng ta sẽ đưa ra chứng minh cho khách hàng. Thì các bạn có thể thay thế linh kiện đó hư đúng vào đúng bệnh thì khách hàng sẽ cảm thấy ok. Còn giả dụ chúng tôi cũng chẳng có mang khuyến khích các anh em là để phải thay thế loại trừ. Đấy là một cái điều rất là khó khăn, khó chịu cho khách hàng. Thôi xin chào tất cả anh em. Vì cái cuộc video thì mọi người cũng kêu tôi là thánh livestream, nhưng thực chất ở đây có nghĩa là thánh là livestream, có nghĩa là nói tầm bậy tầm bạ chửi thề thì cũng tốt nhất cũng không nên đăng bài. Vì chửi thề chửi bậy thì nó ảnh hưởng đến cả cái vấn đề là phong tục, rồi đến con người, rồi tính cách của chúng ta, con cái của chúng ta. Nên là tôi cũng muốn gửi lời những anh em nào mà còn đăng những cái bài viết ở trên chửi thô, chửi tục, chửi thề thì cũng tốt nhất cũng đừng lên đăng làm cái gì. Nó cũng ảnh hưởng đến gì, không phải một cá nhân của họ mà ảnh hưởng đến con em chúng ta. Lỡ con em chúng ta nhỏ cũng vậy, nó đọc lên trên cái Facebook đó, chửi thề tầm bậy thì nó cũng mất cái vấn đề là cái quan điểm
mà nhất là những cái anh em nào là bạn bè mà cứ chửi thề văng tục ở trên Facebook cũng giảm bớt. Rồi xin chào tất cả các anh em. Rồi xin chào, quan trọng nhất là gì, chúng ta cần phải tư vấn cho khách hàng để người ta cảm thấy hài lòng hơn. Có nghĩa là cái dịch vụ của chúng ta tốt, nhưng mà chúng ta cần phải có thiết bị để gì, để chứng minh cho khách hàng thấy rõ bằng trên cái con số, bằng trên những cái thiết bị để được gì, được lấy ra từ gì, trên chúng những cái gì, con ECM là trung tâm điều khiển đưa ra thông qua gì, thông qua những cái thiết bị để chúng ta được cái sự rõ ràng hơn, lấy tiền nó cũng ok hơn, có nghĩa là vui vẻ được cả đôi bên. Đó là một cái điều quan trọng nhất. Tại sao có những cửa tiệm mỗi ngày mỗi đông lên, có nghĩa là chúng ta cần phải có những cái thiết bị để gì, phân tích rõ ràng. Rồi xin chào toàn Diễm Triều nha. À cái đấy thì chắc chút nữa anh phải em gửi giúp giùm anh cái vấn đề là của em đương sửa là cái gì. Thứ nhất là như cái của em đương nói là cái bơm, cái xe Applet, đúng rồi, cục bơm gọi là em đương thay cái motor bơm. Nhưng mà nguyên nhân gì đâu đấy thì chút xíu em cứ nhắn tin qua cho anh và anh sẽ cùng với em chia sẻ và hỗ trợ nhé. Ok, xin chào tất cả nha.